Xin chào tất cả chị em đã quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Mỹ Sơn ạ. Hôm nay thì em Tài muốn gửi đến chị em mình một siêu phẩm cây hoa phụ dung công được chạm khắc với dòng gỗ là siêu đỏ, kết hợp với đó là ngà voi vô cùng quý hiếm. Và ngay bây giờ em xin mời cả nhà cùng thưởng lãm với em. Nếu như bác nào mà thấy video này hay và thực sự hấp dẫn thì các bác có thể bấm đăng ký kênh của Đồ Gỗ Mỹ Sơn của em để không bỏ lỡ những buổi video hấp dẫn hơn nữa. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng thưởng lãm với em nhé. Đầu tiên thì anh chị em có thể thấy rằng là phía dưới là có một đôi chim công uyên ương rất là đẹp, một đôi chim công đại diện cho tình yêu viên mãn. Hơn những thế, em chạm khắc thân là bằng gỗ siêu đỏ, từng cái bộ lông xen kẽ vào nhau là bằng chất liệu là bằng ngà voi quý hiếm và giá trị bậc nhất. Một tác phẩm rất là độc đáo, một tác phẩm nói lên sự đẳng cấp của người sở hữu. Tiếp theo phải kể đến hoa phù dung đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Mà hơn những thế, em chạm khắc dáng thế của cây xưa, đó là chạm khắc là dáng thế cây cổ thụ vô cùng nổi bật và tinh tế. Các bác có thể thấy là em chế tác là tứ diện, mặt trước này, mặt sau này, cũng như là mặt trên làm vô cùng hoàn hảo. Từng bông hoa được đan xen nhau nhìn rất là bắt mắt và rực rỡ. Từng tán lá, từng búp nụ đâm chồi nảy lộc đại diện cho sự phát tài phát lộc.